bò à? Em bò. Đẹp mà. À con bắn đi. Đây rồi, đây nè. Qua. Ui. Cái tay của con rốt rốt lại được rốt hả? Đẹp quá hà đi thôi. Quá quá. Cháu ơi. Chứ. Ôi đâu. Một bình phúc màu. Trời dễ thương quá hà. Đây là một anh huấn luyện viên trong rốt rốt. Nào, cái hình của em qua nè. Khoa ơi Khoa. Hình của em nè. Hình mạnh của em nè. Rồi em bắn kìa. Thì em khoan nhìn em bắn nè. Cái bút. Ý dạ. Bao nha. Mình bắn cho người nha. Nó đạn nữa hả em coi. Wow, đi lên cái bình phụ kiện của rớt rớt phải không Khoa? Đúng không? Rồi Khoa tập bắn đi con. Khoa bắn đi em bắn chỉ nè. Khoa bắn cái. Khoa. Khoa. Khoa nhìn kìa. Đừng đừng bắn người, mình bắn trên đây thôi, đừng bắn người nghe con. Ba nhìn nè ba, cái này nè ba. Đây là một chị Roblox. Và đây là một anh huấn luyện viên Roblox. Hay chưa? Cái chị sẽ đổi tóc cho. Bắn người. Đổi tóc cho cái chị này nha. Ê, chiếc xe đẹp chưa? Okay. Yeah. Okay. Chị Thi dừng bắn vô người chị đang không rớt tóc mà Thi chắc quê quê hả con gì vậy ta wow play đồ á ừ play đồ á quê play đồ trong cái bong bóng hả Kim ừ quê trời à áo Kim con